đây thì hôm nay là nó mới lên đài truyền hình nó nói về cái vấn đề là, ok cái đồng uh, uh, cái đồng nào là cái đồng kế tiếp sẽ có được cái ETF, ok thì uh, cũng giống như Ethereum đúng không, cũng giống như XRP đúng không, vân vân và vân, vân, hãy chuẩn bị tới đây. Có thể là cái năm này bạn có thể thấy được vài đồng nữa sẽ có cái ETF trải nghiệm cái ETF của nó, ok và nó sẽ bay như thế nào, ok thì mình sẽ là cái con người rò rỉ đẩy những cái thông tin rò rỉ đó cho bạn thẳng vô hộp thư cho bạn, ok. Trước khi nó xảy ra, nó có những cái ETF này, ETF nọ. Cũng giống như cái CME à, tương lai, nó bắt đầu. Cũng giống như cái Coinbase IPO, nó bắt đầu. Cũng giống như cái bốn cái Bitcoin future tương lai, nó bắt đầu. Cẩn thận, cẩn thận. Nhớ, bạn á, bước vô cái cuộc chơi á. Lúc mà bạn thật rờ được cái thông tin á, là tất cả những thứ đó nó biết hết rồi. Bởi vì vậy á tất cả những người làm cho nhà nước Mỹ những cái người bên trong nó có thông tin bên trong nó gọi nhà chuyện với nhau nói chuyện với nhau là chuẩn bị ô tới đây chuẩn bị tao xả hay là chuẩn bị tao bơm chuẩn bị tao làm cái này ok mày vô hàng đi vân 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 người ta đã làm hết rồi người đã, đã gọi là sắp đặt hết rồi bởi vì những người đó là những người ra cái luật này luật nọ trước khi nó đã nó nó, nó có cái IPO là nó đã mua hết rồi những cái người ở bên trong á nó đã mua gọi là đầy cái bị của nó hết luôn rồi nó vay mượn để nó mua 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 và lúc mà cái IPO nó xảy ra thì là lúc đó Những cái con kiến ở ngoài xã hội Những người nhỏ và lẻ ở ngoài xã hội Mới có quyền nhảy vô cuộc chơi Và nó đã mua rồi Thì lúc mà bạn nhảy vô cuộc chơi Thì giá nó bơm lên Thì làm sao? Thì nó chốt đơn Đơn giản là vậy Đây là lần đầu tiên Nó bước vô cuộc chơi với spot Ok Với spot Bitcoin Mà những người nhỏ và lẻ Là những người giữ nhiều đồng hơn Những cái nhóm lãnh đạo thế giới bạn, mình và những người theo dõi cái nền tảng này nắm giữ nhiều bitcoin hơn những cái <laughs> những cái quỹ đó nó, nó mới nhảy vô ngay bây giờ đây là lần đầu tiên còn trước đó là nó 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 vô vô vô, vô nó mua trước rồi nó bơm lên si uh, uh, okay. uh, ipo này ipo nọ đúng không uh, 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 đẩy cái tương lai này tương lai này nọ ra đúng không ok nó đã mua trước rồi rồi đến mà lúc mà nó, nó nó cho bạn tham gia thì nó xả trên đầu bạn còn đây là cái lần đầu tiên mà bạn, bạn tham gia trước nó thì nó là vậy cẩn thận cẩn thận bitcoin có sập hay không rõ ràng chuẩn bị tới đây thì mình sẽ làm phát cho một cái tín hiệu cho bạn ok mình nhảy xuống mình làm tín hiệu gửi qua cho bạn ok xác suất ở đâu những con số chỗ nào cái mức giá chỗ nào nó phải giữ chống lưng chỗ nào rất dưới cái con giá này thì, thì thôi, thôi thôi rồi ok chuẩn bị mua thêm ok lên trên con giá này thì nó bay đi đâu nó bay lên trên mây nó bay lên trên mây nghe bạn có bao giờ trải nghiệm một cây nến 10.000 đô chưa có thể là tới đây chuẩn bị tới đây bạn có thể trải nghiệm hay là chuẩn bị bạn có bao giờ trải nghiệm một cái sập đâu khoảng có 35 tới 40 chưa thì có thể chuẩn bị tới đây bạn cũng sẽ trải nghiệm Ok và cái chuyện đó nó đã xảy ra với cổ phiếu cổ phần vân 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 bao nhiêu bao, bao nhiêu chục năm bao nhiêu trăm năm rồi chứ không phải là ngày một ngày hai và chuẩn bị tới đây bạn sẽ trải nghiệm những cái thứ đó những cái roi nó quất lên quất xuống cũng như những cái đợt vừa rồi là mình đã cân nhắc cân nhắc chứ không phải là không ok cái ETF của Fidelity là bắt đầu chạy rồi nha, bạn có thể mua bán mua bán trên đó luôn rồi, ok? của Fidelity, Fidelity, ok? quỹ lớn thứ hai thế giới, những cái ETF, những cái cổ phiếu của phần, những cái tài sản trước đây, nhớ, lúc cái giá nó đi lên thì số lượng cũng đi lên, cổ phiếu của phần đi lên quá, đúng không? thì làm gì? cái công ty sẽ tạo thêm cổ phiếu của phần để bán cho bạn, vàng nó tăng giá thì người ta sẽ tìm gọi là những cái sản để người ta đào thêm vàng để người ta bán cho bạn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người Giá BTC có thể ngày mai nó lên 100.000 đô, 200.000 đô Nhưng cái con số Nó 21 triệu đồng nó không thể tăng lên được 21 triệu đồng đã mất 3-4 triệu lúc ban đầu rồi Không bao giờ trong lịch sử loài người có thể tăng hơn con giá 21 triệu đồng Còn tất cả những cái tài sản trong lịch sử loài người Người ta có thể tăng thêm Nếu cái giá nó đi lên, lên và lên Cái suy nghĩ vừa rồi mình nói đó nếu bạn hiểu mình vừa rồi nói cái gì Thì mình bạn mới biết cái giá trị của Bitcoin là gì Đây là tài một cái tài sản trong lịch sử loài người Không có thể tăng thêm được Còn hồi đó đến giờ cả ngàn năm Bất cứ một cái thứ gì nó tăng giá Ok, thì số lượng sẽ được tăng thêm Mọi người hiểu chưa hả? Hiểu cho mình xin chữ hiểu bên dưới Đây là cái lịch sử của cái vàng ETF của bên Mỹ Rõ ràng nhìn một thời gian dài á, thì nó bay một cái vèo đi lên là bạn thấy không? Đây một cái vèo đi lên bao nhiêu phần trăm như vậy. Nhưng nhớ trước khi nó bay như vậy á, nó ở dưới đây 300 ngày. Nó sập ở dưới đây 300 ngày lận. Trước khi cái market cap của nó từ từ 1.000 tỷ lên tới 12.000 tỷ như vậy nó trải nghiệm 300 ngày ở dưới đấy. Vậy Bitcoin có trả nghiệm một năm nữa ở dưới đấy hay không? vàng đeo tay là một thứ cổ lỗ sĩ để khoai cũ thôi chứ không có tính chất gì hết còn bitcoin nó là lồng tiền chống lưng bằng năng lượng ok và không có thể ai quản lý nó được vân 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 và đây là lần đầu tiên mười mấy ngàn mười mấy nền tảng lãnh đạo thế giới nhảy vô bitcoin cùng một lúc ok thì bitcoin sẽ có trải nghiệm một thời gian khá dài sập đổ hay không sập thì có sập nhưng cái vấn đề mà 300 ngày nằm ở dưới đấy á nó xuống dưới đó thì mọi người đã bán hết tài sản, bán cổ phiếu, cổ phần, bán bất động sản, bán vàng, bán cổ, bán 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 thận, bán tim, bán gì đó bán hết để đi mua Bitcoin rồi. Cho những người nào hiểu biết về Bitcoin là gì, đúng không? Thì chắc chắn nó không sẽ không trải nghiệm cái vấn đề mà vàng 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 đeo tay 300 ngày. Ok, nằm ở đấy sau khi cái cái gọi là cái ETF nó sẽ, sẽ xảy ra thì nó là vậy. Okay. Những người nào nghe những người nào vừa rồi, những cái thứ mà vừa rồi mình chia sẻ nó lọt lỗ tay bạn tìm được một cái kiến thức gì đó một cái thông tin gì hay ho mới mẻ ứng vô cái ngón tay giúp mình có nghĩa là ứng vô chữ thích <laughs> thấm vô trong máu thì nói nha không thấm trong máu cứ lơ tay ở rõ ràng mọi người ở trong đây không quan trọng là mình lớn tuổi hơn bạn hay là bạn lớn tuổi hơn mình năm ở mình là hôm nay được 42 tuổi ok đã trải nghiệm cuộc đời lúc mười mấy tuổi đã bước ra đường ok thì nó là vậy thì ở đây là ai ai cũng giống nhau hết đó không hiểu nó không hiểu ok hiểu nó hiểu ok không ai không quan trọng bạn là ai ok mọi người đều công bằng